Nếu các bạn đang cần kim cương hoặc mua Free Fire giá rẻ, uy tín, chất lượng thì hãy đến ngay với showmangakida.vn. Vòng quay gì cái gì cũng có, thiếu mỗi vòng quay trúng người yêu, nhưng có tỷ lệ quay trúng luôn cả chủ shop đẹp trai chim dài 1m2. Tất cả chỉ có tại showmangakida.vn. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira Mobile của mình. Và chào người đến với video nữa về lửa không miễn phí, tại vì lửa này nạp phải hơi nhiều tiền một tí. Thì để thể hiện đúng cái phong thần, đúng cái tinh thần là nếu chúng tôi đéo phải là lửa miễn phí mà chúng tôi là lửa mất phí, thì anh gà rán suốt ngày ra sự kiện và hút máu anh em thôi. Tuy nhiên thì mấy cái sự kiện này có thể được đánh giá là những cái sự kiện mà để cho anh em có thể làm giàu, đó là shop huyền bí và định mệnh nó vãi cả đồi. Vừa hôm qua tôi xem quả video ông Nam lầy được 85%. Tôi đã mơ tưởng về một giấc mơ là ui, nhưng ông Nam lầy nạp nhiều như thế mà 85% thì chắc là của mình cũng phải được khoảng tầm 80%, hay là thậm chí là của ít hơn, à mình nạp nhiều hơn một tí thì tầm 70%. Nhưng mà đéo, nó vẫn 53% ạ. Ui mẹ mày, anh là giá ơi, em ngày xưa em mất kênh rồi thì chớ, chứ bây giờ chúng ta đâu còn hận thù gì nhau đâu. Anh có nhất thiết phải coi em là con ghẻ của anh vậy không? Vãi cả nồi ạ, cái sự kiện béo đâu anh cũng giảm giá cho em một cái giá, nó phải gọi là biết bát nhất hạ đẳng nhất luôn đấy các bạn, thề luôn. Ok, just cùng mua sơ huyền bí cái. Thì các bạn sẽ thắc mắc là các bạn cách nào để kiếm ra nhiều kim cương để mua sơ huyền bí. Bây giờ thì cuộc sống thì nó cũng gọi là vật giá nó lên cao, cái gì nó cũng đắt các bạn ạ. Đấy, ví dụ như kiểu trong trường hợp cái định mệnh vác cả đồi, trong trường hợp vừa ít tiền lại còn nghịch ngu mua nhầm đồ không cần như mình nữa, sau rồi là lại còn được giảm giá ít như này, làm cách nào để có tiền mua sơ huyền bí bây giờ? Vậy thì chào mừng các bạn đến với lại là cái logo ở góc bên phải màn hình kìa. Không nhầm, giờ này mình bị lú. Góc bên trái màn hình kìa các bạn, songakira.vn. Đây các bạn, xin giới thiệu với các bạn con hàng songakira.vn của mình. Thì con hàng songakira.vn này là con hàng shop duy nhất của mình. Còn tất cả các loại shop khác, songakira.com và các thứ thì đều là fake nha. Các bạn nên nhớ là duy nhất là songakira.vn thôi. Các bạn có thể vào bằng link dưới phần mô tả để cho chắc cú 100% là vào được shop của mình nhá. Thì hiện tại shop của mình thì nó có khá là nhiều vòng quay và nó đang giảm giá các kiểu một nửa đi này. Anh em dẫn chơi gọi là thử xem. Bây giờ tại chúng ta đang có một cái vòng quay mới ra mắt nữa, đó là vòng quay bingo hủy diệt. Ui, hình con rồng xanh nhìn trông bánh cuốn thế nhở. Chúng ta sẽ cùng gọi là trước tiên là bấm chơi thử trước. Đấy. Chơi thử được 90 kim cương. À đù. Holy shit, holy fucking shit. Chúng ta sẽ cùng xem thử qua cái lượt quay gần đây để xem có bạn nào vừa trúng nhá. 20 kim cương, 20 kim cương. Ui. 90 kim cương. Ui. Cái gì đây? Có bạn nào trúng Ska cá vực đen 8000 kim cương mà phải giấu tên này. Và có một bạn Phạm đấy vừa trúng được 19.000 kim cương rồi. Không biết là liệu mình có nhân phẩm không. Ui. Phát được 300 kim cương luôn. Hợp lý. Đấy, quay thử trước đã cho đen đã các bạn. Sau đấy là chúng ta quay thật. Mà quay thật thì nó đỏ, nó mới gọi là đẳng cấp. Ui. Ok kìa, xoay được 302 cái 5000 không được tính là giống nhau. Ui. Ơ là như nào? Ui, ba cái giống nhau là được 19.000 kim cương các bạn ạ. Quay gì đây? Khi mà các bạn quay được gọi là x3 hình giống chúng giống nhau, bạn sẽ được x3 lên là 15.000 kim cương. Ủa là dư thế nào? À, nôm na là nếu như chúng ta quay chúng được bao giống nhau thì chúng ta sẽ được quà. Còn nếu như mà các bạn chúng 4 ô giống nhau các bạn sẽ được x3. Nếu chúng 5 ô giống nhau các bạn sẽ được x5. À, hiểu. Đéo hiểu gì cả, nhưng hôm nay em chỉ biết là em vừa được nhiều tiền thôi. Ok, wow, 90 kim cương chết rồi, vào cầu đen này các bạn. Rồi, đi rút kim cương, các bạn lại đi rút kim cương vào gọi là nick của mình nhá. Rồi, mua nốt cái sơn bí văn mình mới nạp có vài nghìn kim cương mà thôi. Tại cơ bản là tại kim cương của mình có sẵn nó nhiều rồi, mình không có xài nhiều các bạn. Với cả nói thật với các bạn là mấy cái đồ này mình có hết rồi. Các bạn nhìn thấy chữ nó toàn ghi đã sở hữu chưa? Dân chơi mà các bạn, có cái đồ gì thiếu đâu. Cuộc sống thì gọi là chưa bao để bản thân mình thiếu thốn cái gì cả. Ơ, vãi nổi, cái bộ đồ này cũng có luôn hả? Sao nhìn cái bộ đấy lạ hoắc vậy? Mà cũng có luôn. Cấu phi thực tế. Mà cái phi thực tế nhất các bạn biết là gì không? Đó là khi chúng ta đang ở trong một cái thời tiết nó phải gọi là nóng vãi cả linh hồn ra. Mình nghĩ chắc các bạn ở Sài Gòn cũng nóng, mà các bạn ở Hà Nội thì phải gọi là muốn chết con mẹ nó luôn. Thì trong trường hợp này anh gà rán nên bán bộ đồ nào bắt mẻ một tí. Anh bảo đéo, anh bán bộ đồ mùa đông ạ. Vâng, vãi cả đồ, anh bán đồ mẹ mày gọi áo bông thú, nhìn tôi đã thấy ngợp rồi. Cái áo này tôi đã thật chiếm mặc ở mùa đông ở miền Bắc còn nóng, chứ đừng nói đến việc đây là mùa hè miền Bắc ạ. Mà cái này đi ra đường xong chắc người ta đấm cho nhất người, người ta đem về bệnh viện thú y đấy các bạn. Người ta tưởng điên á. Ok, thì hôm nay mình đã mượn được nick của anh game Củ Tạ. Tại vì cơ bản là tại mình không ở Đại Lộ Giấc Vọng nữa nên mình không có nhận được đồ trước. Để mình gọi là check hàng con hàng bộ đồ Thanh Long. Thì các bạn cũng thấy ở đây hiện tại anh đang mặc luôn, đó là bộ hàng
nó gọi là Thanh Long mới nhất mới ra mắt của tựa game Free Fire rồi. Nó có cái mặt nạ thì mình đánh giá là nó hơi xấu một tí cái bộ đồ này. Nếu như mà cái mặt nạ này mà nó thay đi một tí thì mình nghĩ chắc là đẹp hơn. Mà cơ bản nhất nha, cái này nó có cái mắt mà tại sao lại cho cái mặt nạ vào thì mình nghĩ chắc là thôi mình nên tháo cái mặt nạ ra các bạn ạ. Mình nghĩ là mình sẽ không đeo mặt nạ để cho nhìn cái mắt cho nó ngầu lòi các bạn nhá. Đó này, trông nó chất trời người rơi đeo cái mặt nạ và nó cứ thế nào ấy. Cái bộ này thì trông khá là đẹp, có con rồng trông giống kiểu trong cái này con rồng này giống kia như kiểu là trong cái Kamen Rider Ryuki các bạn. Mỗi tội đây là màu xanh thôi, ở trong đấy thì có rồng đỏ với rồng đen thì ở đây có rồng xanh các bạn. Và các bạn thể thấy đó là cái nắm đấm, đó là nắm đấm Thanh Long Quyền đã được ra mắt rồi. Cái này ở bên server nước ngoài nó tên là Mythos Fist, còn ở bên mình thì nó ghi là Long Quyền. Thì nếu như các bạn tua chậm một chút hoặc các bạn dừng video đúng thời điểm nó sẽ đấm thành con rồng các bạn ạ. Tuy nhiên hiện tại trên video mình không có dừng lại cho các bạn, nhưng mà nôm na là cái này đấm thành con rồng các bạn, trông khá đẹp luôn. Bên cạnh hai bên đó là hai con rồng, trông cũng ngầu lòi vãi cả trường ra. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi test con hàng Thanh Long Quyền này cũng như là bộ đồ Thanh Long này các bạn nhá. Nó gọi là test sớm rồi, mình không test sớm được nhất server nhưng được cái là mình test sớm gần như nhất cái server này rồi, thua có vài streamer thôi các bạn ạ. Ok, let's go baby. Ok rồi, và tử chiến test cho nhanh các bạn nhá. Vào đánh thường thì chạy bò cái thứ hơi lâu. Ok, cái lồng bàn thì vậy, tôi đang nghe cái củ đéo gì vậy. Ok, tôi bỏ qua cái vấn đề cái tiếng nghe nó hơi kỳ lạ đi các bạn. Thì cái quả bông keo, à lộn nhầm, cái quả nằm đấm Thanh Long này nghe tiếng nó cũng dị vãi chưởng các bạn ạ. Nghe thật sự là đây là lần đầu tiên mình nghe cái nằm đấm có cái tiếng dị như này. Chắc là anh Gà Rán hơi bị bí tưởng về việc là nên làm âm thanh của cái đấm này như thế nào cho nó khác bọt so với phần còn lại của nhân loại rồi. Cho nên là anh quyết định là cho vào một cái tiếng nghe nó chả khác mẹ thì cái tiếng mà tôi cũng đã biết nó phải mô tả nó là cái tiếng gì nữa. Nó không phải là tiếng nằm đấm mấy ông ạ. Thật sự luôn, nhưng mà nói chung là bộ đồ này thì đẹp. Về nói về mảng gọi là hiệu ứng thì bộ Thanh Long này nó cứ phải gọi là chất như nước cất. Nhưng mà riêng về cái độ đẹp trai thực ra là mình thấy nó vẫn thua bộ đồ Ma Vũ B một bậc các bạn ạ. Tại vì bộ đồ Ma Vũ B nó cũng có màu xanh y hệt. Mà điều quan trọng nhất là mình đang cố gắng đợi cho team mình thua chấp 3 round đi để cho game đấu nó căng thẳng. Mà đồng đội nó vẫn căng thế. Ở kìa. Nào, hay quá, nốc hai đứa đằng này rồi. Chỉ còn bạn bé bỏng thôi, bây giờ bạn bé bỏng chết nốt đây là đúng kịch bản đấy. Nào bây giờ mình sẽ làm đạo diễn, mình sẽ thể hiện trình độ gọi là dựng kịch bản, giúp cái quần què im lặng, cơm mồm để quyết để mình lên gọi là phỏng vấn bạn bé bỏng. Hello, chào em. Em có phiền không nếu như bây giờ em lao kia và cho nó bắn chết đi cho nó đúng kịch bản để anh còn nhận lương. Chứ bây giờ tình hình là video mà không đủ 10 phút thì tình hình là anh không kiếm được tiền em ạ. Chết thôi, ăn đờ bò ăn cứt để bé bỏng ơi. Em suy nghĩ thế nào, cứu cái quần què thằng kia cái gáo ít thôi. Chết rồi thì nằm im đi, giết hai người chết đúng vào. Ồ, ok, bắn nhau và em thua đi. Cái định bắn vai cả nồi à, nó bắn thắng luôn à, vai nồi. Em ơi, vậy là bắn thắng xong là chúng ta phải hát à em. Ok, lần đầu tiên mình ghi nhận được một cái bài học cuộc sống. Nó phải, à bài học cuộc sống nó phải gọi là nó rất là giá trị như này. Ok em ơi. Ok em nhá. Các bạn ơi, nếu như mà mình nói là mình ổn thì đó là nói dối đấy các bạn ạ. Mình không ổn các bạn ạ. Có một rapper ở bên team mình đang hát rap liên tục và mình cảm giác rằng mình không ổn các bạn ạ. Mình không ổn một tí nào. Nhưng không sao cả, mình đang ngồi đây khoe skin và bạn này đang ngồi xem. Mình có một khán giả là được rồi. Ui, cái tiếng nằm đấm nghe đó cứ phải gọi là giống như kiểu các bạn là gõ cái gì đấy vào thép ấy. Hoặc là gõ cái thép vào đá ấy. Các bạn ạ, nôm na là như vậy, kiểu tiếng kim loại chạm nhau đúng hơn ấy. Là cái tiếng nằm đấm nghe nó phi vi thực tế VL. Wow, nhìn chung là trong bộ đồ này đẹp. Kiểu hai con rồng bên tay cũng đẹp. Nhìn giống y hệt như kiểu là Kamen Rider Ryuki tôi xem tuổi thanh xuân. Nhưng mà mỗi tội là tuổi thơ của tôi thì cái đầu rồng kia nó màu đỏ cơ. Và trên hết là nó còn đút được thẻ bài vào. Còn đầu hồng này thì nó trông nó kiểu nó hơi kiểu linh hồn một tí nên không đút được thẻ bài vào để biến hình thành siêu nhân rồi. Ok, bây giờ từ từ đã để bạn đồng đội bạn đánh đốc đã xong rồi mình mới đẩy qua mình. Ok kìa. Ô sao lại bắn chết người thế? Vãi cả đôi, sai kịch bản rồi bạn ơi. Thôi chắc là đấm luôn thì các bạn ạ. Chứ bây giờ đợi thằng này nó bắn xong chắc nó bắn cân hết mất. Chết rồi thôi thì cũng khỏi chấp nữa các bạn ạ. Ôi trời ơi, mình định cái vãi đầu đến tới đây rồi. Mình đang tính vào là cố gắng đấm nó đốc lên một mạng để coi như test thử năm đấm Thanh Long Quyền xem như thế nào. Nào ok rồi, bây giờ vòng giang sau đã đợi tí nó bắn nhau chưa ạ. Ok. Cứu em với. Mình hình như là bạn bị lag thật à? Có bị lag không? Ok các bạn ạ, đấy là một sự cố kỹ thuật nhỏ nhỏ thôi.
Không sao cả, nó không ảnh hưởng gì đến kết quả trận đấu cả. Round vừa rồi mình thua rồi. Thôi các bạn ạ, mình nghĩ là bây giờ chấp các bạn này 3 round. Tôi còn khó hơn việc là mình lên top 1 thách đấu nữa các bạn. Nên là thôi, mình bắn thôi các bạn. Đợi đồng đội mình gọi là thua 3 round, chắc mình chết mòn, chết dần, chết mòn ở ngoài này mất. Ôi dê, đấm được chết người luôn, các bạn thấy chưa? Thôi nó ao trình. Cái việc mà một thách đấu tử chiến nhá, top thách đấu sư tử chiến server Việt Nam, mẹ mày chùm gốc lắc, chùm quang liệu Tuyên Quang, hùng nổ đến từ Tuyên Quang. Bây giờ tự dưng lại đi bắn ở rank vàng thì khác đéo gì hoa nhài cắm bách cái trâu của lộn nhầm. Ok luôn các bạn, chuyển từ cái việc là hát rap thì bạn ấy chuyển sang thành việc gọi là hát la rồi. À vâng, bạn ấy biết là mình đang khoe đồ. Vâng, cảm ơn bạn, bạn đã nói một câu cực kỳ chính xác. Xin chúc mừng bạn đã quay vào ô đoán đúng rồi, mình đã khoe đồ đấy. Ở định mệnh vãi cả nồi, bạn đi mất rồi, bạn ngồi lại xem đồ mình tí coi. Mất công người gọi là cầm nick có cái đồ thanh long gọi là hàng hiếm limited chưa xuất hiện ở server Việt Nam thì mình khoe, thì bạn nhìn giúp mình tí cho mình đỡ tủi thân nào. À ôi tê ta, ôi ở định mệnh vãi cả nồi. Ô kìa, ơ vãi cả nồi, mày là đồng đội à? Ôi mày cái đời, ôi hồi vãi cả nồi, hai đứa này nó là đồng đội các bạn ạ. Hai đứa này nó là đồng đội, định mệnh vãi đồi, mình trầm cảm thật sự đấy các bạn ơi. Mình không nhìn thấy tên tụi nó kìa. Ơ vãi đồi, sao đồng đội địch chết nhanh thế? Và mình phát hiện ra một điều, đó là đồng đội của team địch AK rồi các bạn ạ. Thế đây là mình sẽ vác con hàng AK hồng xanh này cho phù hợp với lại là bộ đồ thanh long này. Mình vẫn chưa hiểu sao là thanh long có cái hình tượng là màu xanh lá cây, nhưng bộ đồ này thì toàn hiệu ứng là màu xanh lá trời các bạn ạ. Định mệnh vãi cả đồi, anh cả đàn tiến tấu cái bộ đồ thanh long này đi, dã man tàn bạo vô nhân đạo quá. Nhưng mà cầm nhân khẩu AK hồng xanh này nữa là nó là hợp cả các bạn ạ. Thôi thì và các bạn AK thì coi như là cái đấy nó gọi là boot kill lộ liễu vậy. Em boot hết. Ok, em làm một quả triple kill. Đừng ai nói là mình bắn bot đấy các bạn nhá. Hay nói rằng là Hùng vừa có một màn cất 3 cực kỳ tinh tế, 3 bạn headshot liên tiếp. Ok thôi rồi, chắc là video của mình xin phép đấy thôi. Nếu các bạn thích các video của mình đừng quên là lại cho mình xin một like, một đăng ký và đừng quên là bấm một cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chúc mọi người tốt lành. See you again. Bye bye.